Em Nam Khánh xin giới thiệu đến quý vị một cái bộ công suất Molo Block của Aiwa. Con này thì có cái mã model là AFB gạch ngang 7 các nhé. Mỗi bên thì nó sử dụng một bộ công suất riêng biệt, có volume để anh em chỉnh to nhỏ. Hiện giờ thì em đang ghép nó với cả cái bộ củ loa đồng trục bát 30 của Actron. Con này thì công suất của nó cũng khá là nhỏ thôi, 15W thôi. Củ loa đồng trục của Anico các nhé. Đây là phần hai cái bộ module của lốc này. Cái này thì có công suất là 10W nhé. Đây jack tín hiệu vào này. Đây là jack cấp điện cho một cái thiết khác. Hai anh em hai con này thì anh em có thể kết nối với nhau cái điện này, thì anh em có thể cắm từ đây sang bên này được, để lối chỉ cần một cắm một cái dây này ra ổ điện thôi. Đều được nhá. Cắm tín hiệu đây. Và đây là phần jack để anh em cắm ra loa này. Đó, nó kết nối từ trong này ra. Cắm loa này chơi. Còn đây là cái jack của cái phần mic bỏ qua, cái này thì anh em không dùng đến nhé. Bây giờ thì em sẽ cắm cái con này em test cho quý vị nghe thử nhé. Lá vàng khô khốc lá xanh, chim chóc ngừng bay đây. Cái này là volume to nhỏ của nó anh em nhé. Đó, mỗi bên thì nó sẽ có một cái volume. Con loa này là 15W một chiếc nhá. Ngày nào tìm ra tín hiệu này, cắm vào đây. Đặt cà về nhé. Bên một cái công suất riêng biệt thì cái bộ Molo Block Aiwa này thì em để cho quý vị giá là 1 triệu các bác nhé, 1 triệu cả hai cái máy này. Nó sử dụng điện 100V. Đây là cái phần jack cắm nguồn của nó. Jack cắm nguồn thì nó như một cái âm ly bình thường. Anh em cắm tín hiệu đây. 1 triệu hai cái cục này anh em nhé. Anh em về đánh những cặp loa toàn giải mà bát từ tầm 16 đến 20 thì nó rất là phù hợp. Công suất của nó là 10W một cục. Còn đâu cái con đồng trục Actron của Anico. Đó, đây là phần chép. Phần bát thì nó cụ đây. Actron 30 cm các nhá, đồng trục 30 cm. Con này thì có số series ở trên cái màng này. Hai con nó đều là 169 nhá. Actron này 30 cm. Con này là 12 inch của Anico. Cặp này thì thanh lý cho quý vị giá cực kỳ rẻ, thanh lý cho quý vị 5.600.000 đồng các nhá. Cực rẻ luôn. Một cặp bát 30 đẹp như này. Em gọi là thanh lý xả cho quý vị. Cặp này thì nó thật là bình thường, giá rất là cao chứ không phải là rẻ nhá. Cái này thì em sẽ để cho quý vị 5.600.000 đồng. Đó, anh em về đây, series của nó ghi ở trên màn luôn nhá. Đó. Còn đây là cái phần là tem này. Actron này. Actron 12 inch nhá. 12 inch. Bát 30 nhá. Anh em con này có thể chơi ván hở rất là ok nhá. Rốn của nó là rốn rốn nỉ, màng giấy, giấy rất đẹp luôn. 5.600.000 đồng. Cặp này gọi là xả để cho nó hàng mới về để cho quý vị giá cực tốt luôn. Bao zin 100% nhá, chưa có đụng chạm mất kỳ một cái gì cả. Đó, bao zin nhá. Quý vị có nhu cầu cái sản phẩm nào thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972 451 489 các nhé.
theo em Nam Khánh giới thiệu đến quý vị một cặp loa, DeLong 717 các nhá. Cặp loa DeLong 717. Con này thì nó dòng này nó có một cái súp ở phía trong cái thùng loa này. Đó, như này. Đó, một bát 11 cm này, một con chép đôm này. Đó, vỏ là vỏ gỗ thịt các nhá, rất là nặng. Đó. À, đầy đủ đấy, cái căng thì nó rất là mỏng nên nó có bị sờn đôi chút. Đây nhá, các nhá. Cái dòng DeLong này thì nó rất là làm những cái lưới vải này, nó vải cước cho nên nó rất là mỏng và rất là dễ bị rách sờn. Cái này thì anh em về có thể bọc lại, thì bọc để như này thì nó sẽ nhìn cái loa nó khoe hơn, đẹp hơn tùy đó. À, đây là phần lưới căng, căng nó bị gãy một cái chốt đây. Em sẽ, cái này thì em sẽ xử lý cho quý vị, hàn cho quý vị rất là chắc luôn, yên tâm không vấn đề gì. Đây nó vẫn là dính ở trên cái đây này đó, hai chiếc lưới căng đây nhá, gãy một chốt em sẽ hàn lại cho quý vị báo rõ. Loa thùng còn rất là đẹp các nhá, hàng ship trực tiếp Nhật về đó. Đây góc cạnh đây đó. Và một cái cục dàn của Peeler, dàn Quimeter thì mặt nhôm phay đó. Đây là cái đường hiển thị cái phần cổng vào, nó có cổng AUX analog và cổng AUX digital. Anh em có thể cắm cổng qua cái cổng quang từ TV vào đây. Ở đây nó hiển thị cái đèn, dàn đèn EQI rất là đẹp. Con này thì nó chỉnh được cả bát chép các nhá, chỉnh được cả bát chép. Ấn vào đây thì nó sẽ ra phần chỉnh bát. Đấy, đây là đang vặn sang đây thì nó sẽ ra chép. Đó. Đây vặn ngược lại, ấn vào đây nó sẽ để anh em chỉnh nhá. Đó, đây là tăng này. Đó. Con này nó đánh rất nhiều bát cho nên em cần phải giảm đi. Đó. Enter nhá. Đó. Đây là phần đằng sau nhá. Đây là phần đằng sau của cái cặp loa cũng như là cái cục dàn. Em sẽ quay từng cái một cho quý vị. Đó, cặp loa đây rất đẹp các nhá. Loa này thì thiết kế hai câu, đủ cả câu lối nhá. Đó, cọc bắp chuối mạ vàng. Đó. Công suất của nó là 200W đây, chịu kháng 6 ohm. DeLong SCE717R. Đó, series của con này nó là 5134. Đó. Chiếc bên đây trùng series các nhá, trùng series 5134 sản xuất tại Japan. Đó, cọc loa đây. Đó, cọc loa mạ vàng rất là đẹp, thùng thùng quách rất là đẹp nhá. Đó. Thùng gỗ thịt này các bạn nhìn thấy từng cái thớ gỗ của nó đây. Đó, rất là chắc chắn nhá. Đây có phần những cái tem ngày mua hàng ở bên kia này. Đó, ở bên Nhật nhá. Đó. 15 tháng 11 năm 2023. Đây là phần đằng sau của cái cục dàn Peeler. Đó. Đây là đang cắm cái cổng AUX vào đây. Đó. Và dưới này là có cổng out. Đó. Ở đây thì có thêm một cái cổng AUX digital đây nữa. Anh em cắm TV vào đây giải mã nhé. Đây là những cái đường anten. Đó. Đây là phần cọc loa các nhá. Phần cọc loa đây. Đó. Cọc cũng là cọc to đấy. Con này thì có điện 100V, công suất là 79W nhé. Series của nó là 8305. Đó. Đánh loa chỉ cái từ 6 đến 16 ohm. Ở đây nó có một cái quạt gió nữa, khi mà anh em chơi mở to lên ấy, thì nó sẽ có cái quạt gió này để cho nó đỡ bị nóng. Đó, rất là đẹp các nhá. Đó, kể cả những cái lắp lưng của con này nó còn rất là mới đấy, có nhìn này. Cực kỳ mới luôn. Cặp loa thì có giá là 3.3 triệu anh em nhá. 3.3 triệu cho cặp DeLong SC717. Và cục dàn này thì có giá là 1.5 triệu. Cục dàn Peeler. Đó, dàn Peeler có dàn đèn EQI, có cả cổng quang giải mã, có chỉnh bát chép trực tiếp trên máy, dòng điện 100V. Đó, rất là đáng chơi nhá, các bác nhìn nó đẹp như này mà. Đó, 1.5 triệu. Quý vị có nhu cầu cái sản phẩm nào thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972451189 các nhá. Tiếp theo em Nam Khánh quay giới thiệu đến quý vị ba cặp loa toàn giải của Peeler. Ở đây có em có tháo ra một cái củ rồi để cho quý vị cùng xem. Đây các bác nhá. Đó, Onkyo Aquen Peeler rất là gấu các bác nhá. Lắp chậm rất là to, củ xương gang đúc. Đó, đây em đang cắm một cái cặp này. Đó, em test cho quý vị bằng cái cục dàn mini nhá. Cục ánh cực chất luôn, công suất là 180W các bác nhá. Đó. 180W chịu kháng 8 ohm mê Japan. Ở đây sẽ có một cặp là hàng xuất, nó là Peeler CSV300 và hai cặp là hàng nội địa là Peeler CSV30 các nhá. Cấu hình thì nó đều như nhau, nó chỉ khác nhau mỗi cái số
330 thôi, nhưng mà cấu hình thì toàn hoàn toàn là như nhau. Đó, đây có ba cặp, đang test cho quý vị một cặp đây nhá. Rồi tiếng trầm bánh thì phê luôn, toàn giải nhưng mà công suất nó rất là to. Đó, rất là lớn luôn. Đây có ba cặp các nhé, một cặp đây, một cặp đây và một cặp đây. Đó. Đây là phần thùng của nó này. Con này thì thùng của nó không có phân tần đâu anh em nhé. Nó là dòng toàn giải cho nên nó bánh thẳng luôn. Đó. Đây, bánh thẳng luôn. Đó. Đây là cái phần giáp cắm của nó này. Đó. Dòng này thì côn rất là to, củ từ to. Đó, củ xương găng đúc nhá. Củ xương găng đúc luôn. Đó. Đây. Đây là cái này là một cặp anh em nhé. Cặp này thì nó sẽ khác biệt với cả hai cái cặp còn lại. Bởi vì cái cặp này á, thì nó sẽ có cái phần phễu của nó này, nó sẽ có ba cái chấm ở trên cái phễu. Đó, các con này thì nó sẽ có ba cái khía. Đó, nó chỉ thiết kế khác nhau một chút xíu thôi, không có gì khác biệt cả ngoài phần ngoại hình. Đó, như các bác nhìn thấy không? Đó. Tất cả đều tuyến hoa còn rất là đẹp các nhá. Gân là gân béo. Trông nó như con đây là gân của nó còn to hơn cả ngón tay nha nhá. Đó, sờ vẫn còn dính. Công suất của nó là 180W một thùng. Đó. Đây là cái cặp CSV300, nó là hàng xuất các nhá. Đó, 180W, 8 ohm made in Japan. Đó, tất cả thì nó đều vẫn thế. Anh em có thể cắm bằng cái giáp 6 ly hoặc là cắm cọc đỏ đen này đều được cả, nó thông với nhau. Đó. Đây, có một cặp này là cặp V300 các nhá. Còn đâu hai cặp này nó là V30. Không khác nhau một cái gì cả, chỉ khác về nó là hàng xuất và hàng nội địa thôi. Đó. Còn đâu cái cặp ở giữa này thì nó sẽ khác về cái phần phễu này. Nó có ba cái chấm đây nhá. Chứ còn đâu là đều là đẹp và nguyên zin toàn bộ các nhá. Đó, đây. Khung này là của nó là khung xương găng đúc các nhá. Đó, của nó châm rất là to. Anh em có nhu cầu cái cặp Peeler V30 thì đã liên hệ cho em qua số điện thoại 0972 451 489 các nhá. Bữa trước thì cũng có về được mấy cặp, thợ lấy hết rồi thì hôm nay lại thêm được mấy cặp nữa. Thì anh em có nhu cầu cái bộ này thì anh em có thể chơi độc lập ở những cái phòng tầm 20 đến 25 mét vuông trở lại đều ok, hoặc anh em có thể sử dụng làm loa trợ lời đều được cả nhá. Dòng này thì những anh em làm mới mở quán cà phê ấy, thì anh em mua vài cặp này về thì anh em treo ở cái khu sân vườn hoặc là khu phòng rộng ấy thì tuyệt vời luôn. Đó, tiếng rất hay luôn. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972 451 489. Xin lỗi quý vị là tất cả là đều đầy đủ lưới e-căng và e-căng rất đẹp, không có bị cấn rách một chút xíu nào các bác nhé. Tất cả ba cặp đều đầy đủ lưới e-căng.